Cuối cùng của môn điền kinh tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023. Trước mắt chúng ta sẽ là phần thi 4 lần 400m tiếp sức nữ. Đây sẽ là màn tranh tài giữa thành viên của 4 đội tuyển Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Nội dung 4 lần 400m tiếp sức nữ cũng là một nội dung mà chúng ta rất kỳ vọng đội tuyển điền kinh Nguyễn Thị Ngọc. Có 400m đầu tiên. Hy vọng rằng Nguyễn Thị Ngọc sẽ tạo ra lợi thế cho đội tuyển điền kinh Việt Nam ở nội dung này, 4 lần 400m tiếp sức nữ. Người tiếp theo sẽ đón gậy từ Nguyễn Thị Ngọc là Hoàng Thị Minh Hạnh. Giây 53 đang là thành tích của vận động viên giành huy chương vàng nội dung 400m nữ tại SEA Games lần này, vận động viên của Malaysia Serin. Nguyễn Thị Ngọc của Việt Nam đang là người dẫn đầu. Một chút lợi thế dành cho Hoàng Thị Minh Hạnh và những người đồng đội ở phía sau. Hoàng Thị Minh Hạnh với những sải chân rất mạnh mẽ cũng đã ngay lập tức tăng tốc và tạo ra lợi thế cho đội tuyển điền kinh Việt Nam. Lợi thế là rất lớn ở thời điểm này so với vận động viên đứng ở vị trí thứ hai, vận động viên người Philippines. Các vận động viên còn lại là những vận động viên của đội tuyển điền kinh Thái Lan và Malaysia. Tám trăm mét đầu tiên sắp sửa được các cô gái Việt Nam hoàn thành. Còn lại khoảng 100m cuối cho Hoàng Thị Minh Hạnh. Người vị trí thứ 3 trong line-up của đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Thị Hằng. Vẫn là những lợi thế tương đối lớn dành cho các cô gái của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Khoảng cách đang ngày một được nới rộng giữa các chân chạy của Việt Nam cũng như là các chân chạy của Philippines và nhóm phía sau. Nếu như Nguyễn Thị Hằng giữ được lợi thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào cái tên cuối cùng. Có thể nói là chùm cuối của nội dung 4 lần 400m tiếp sức nữ. Đó chính là Nguyễn Thị Huyền, người đang sở hữu 12 tấm huy chương vàng tại các kỳ SEA Games. Nguyễn Thị Hằng đang rất cố gắng để mang về thật nhiều lợi thế cho người đồng đội Nguyễn Thị Huyền. Nguyễn Thị Huyền đang chờ đón để đón gậy của Nguyễn Thị Hằng và bây giờ sẽ là màn bứt tốc của Nguyễn Thị Huyền. Nhà vô địch SEA Games ở cự ly 400m rào nữ cũng như là 4 lần 400m tiếp sức hỗn hợp. 400m là cự ly sở trường của Nguyễn Thị Huyền. Và với lợi thế này thì đương nhiên vận động viên của Philippines không còn bất cứ cách nào để có thể vượt qua Nguyễn Thị Huyền của chúng ta nữa. Chắc chắn đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ có thêm một tấm huy chương vàng ở kỳ đại hội lần này. Đây sẽ là tấm huy chương vàng thứ 12 của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32. Khoảng cách quá xa. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem Nguyễn Thị Huyền cùng với các đồng đội có thiết lập nên một kỷ lục nào đó hay không. Những mét cuối cùng dành cho Nguyễn Thị Huyền. Và huy chương vàng dành cho đội tuyển điền kinh Việt Nam. 3 phút 33 giây 06. Philippines, Thái Lan và Malaysia là những vận động viên tiếp theo cán đích. 4 chân chạy của đội tuyển Việt Nam trước đó trong lịch sử các kỳ SEA Games đã có một vận động viên của Myanmar. Vận động viên Jennifer sinh năm 1949 sở hữu tới 15 tấm huy chương vàng ở các kỳ đại hội. Và chúng ta sẽ cùng một lần nữa theo dõi lại những bước chạy vô cùng ấn tượng và đầy niềm tự hào, kiêu hãnh mà các cô gái Việt Nam đã thể hiện ở nội dung
4 lần 400m tiếp sức nữa. Lợi thế cứ ngày một lớn dần. Những bước chạy của Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Hằng đã tạo ra những lợi thế lớn cho đội tuyển điền kinh Việt Nam ở cự ly này. Và sau đó không có bất cứ vận động viên nào có thể vượt qua được Nguyễn Thị Huyền khi chân chạy của Nam Định đã có một lợi thế tốt như vậy. Huy chương vàng dành cho đội tuyển điền kinh Việt Nam ở cự ly này là hoàn toàn xứng đáng. Chúng ta cùng xem lại những bước nước rút của Nguyễn Thị Huyền. Không có đối thủ. Vào ngày 19 tháng 5 tới thì Nguyễn Thị Huyền sẽ bước sang tuổi 30.